Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh Vượng Hạnh TV của chúng tôi ngày hôm nay. Lời đầu tiên cho phép Vượng Hạnh TV xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng tới toàn thể các quý vị và các bạn. Chúc cho tất cả mọi người có một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục ngày hôm nay, chúng ta lại xoay quanh câu chuyện của ca sĩ Phi Nhung và ca sĩ Mạnh Quỳnh. Trong mấy ngày gần đây, thì anh Mạnh Quỳnh trở về Việt Nam với rất là nhiều kỷ niệm và với niềm thương nỗi nhớ tới ca sĩ Phi Nhung. Và những buổi live show tại Đà Nẵng cũng như Hà Nội thì đã xong. Giờ đây thì anh Mạnh Quỳnh lại tiếp tục ngày 17 tháng 8 thì anh Mạnh Quỳnh trở về Tây Ninh để tiếp tục show diễn mới. Thì cũng xin được nói với các quý vị rằng là ngày 17 tháng 8 tới đây là anh diễn tại Tây Ninh. Thế các quý vị có điều kiện thì chúng ta sẽ đến cổ vũ và xem anh Mạnh Quỳnh cùng các con của chị Phi Nhung chúng ta biểu diễn. Thì kính thưa các quý vị và các bạn thân mến, trong những show diễn đó thì có những nỗi lòng thương nhớ rất là sâu sắc đối với ca sĩ Phi Nhung. Thì anh Mạnh Quỳnh vẫn tiếp tục viết ra những bài hát sau những buổi live show thì rất là hay. Và những kỷ niệm của anh Mạnh Quỳnh với chị Phi Nhung thì không bao giờ có thể phai nhạt được. Và như hôm qua Vượng Hạnh TV cũng đã chia sẻ, bài thơ anh Mạnh Quỳnh đã nói lên tất cả, nói lên những điều mà anh bức xúc trong lòng. Thì trong hoàn cảnh của ai thì người đó biết. Còn nếu chúng ta, mỗi con người chúng ta chỉ biết xem, chứ chúng ta cũng không ở trong cái tâm trạng của anh Mạnh Quỳnh thì chúng ta không thể biết được. Và sau đây cái bài hát để bày tỏ tấm lòng đối với ca sĩ Phi Nhung thì diễn ra như thế nào? Thì Vượng Hạnh TV xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng lắng nghe. Nhiều người ước gì
thể quay lại. Để hai đứa mình luôn ở bên nhau, nhưng tiếc rằng thời gian không bao giờ quay trở lại. Thời gian không bao giờ quay lại với hai đứa mình nữa đâu em. Nhưng mà em ơi, cuộc đời sao lắm thương đau, để chia tay những điều đau khổ. Em ơi, nhưng ơi, ba hồn chính với em phản phất nơi chưa về, tay lên để rồi hai đứa mình lại lưu niệm bên để cho chúng mình lại bên nhau, để cho mọi người nhớ mãi, cho mọi người được nghe cho mọi người lại được nghe em ca. Nhưng bây giờ không còn em nữa đâu em. Nhiều nhiều ngày bà con nay thôi, ở đây lên đang mong chờ, đang mong chờ em lắm đó em. Anh thương em từ tận đáy lòng, nhưng em mới bây giờ sẽ không bao giờ sẽ không bao giờ mình ở bên nhau. Diễn biệt em ơi, em ra